Không biết con Út nó có về được hay không nữa. Cuối năm rồi, coi bộ công việc nhiều lắm hay sao mà cứ hẹn lần hẹn lựa, mai về rồi mốt về. Không biết mấy cái mai rồi mà chưa có thấy nữa. Ủa má, má trông ai mà má cứ đi ra đi vô hoài vậy? Thì má trông con Út chứ ai. Má nhắn cho nó về làm chút công chuyện cho má. Vậy mà má đợi hết buổi sáng, giờ sắp trưa rồi mà chưa thấy nó đâu. Sao má không gọi điện thoại cho nó thử coi? Má gọi rồi mà không thấy nó bắt máy. Chắc em con lo tập trung chạy xe, không có nghe chuông đổ. Thôi, để con gọi cho em nó thử coi. Alo, em nghe nè anh hai ơi. Má, nó nghe máy rồi nè má. Út hả? Em về tới đâu rồi? Em về tới nhà rồi nè anh hai. Tới nhà đâu? Tới nhà đâu sao anh không thấy em? Anh đang ở nhà nè. Nè, quay lại đi rồi thấy em liền nè. Trời ơi, nó về tới nhà mà nó còn nghe máy nữa. Ai biết đâu, anh hai gọi không lẽ em không nghe. Má, má kêu con về đây có việc gì gấp vậy má? Có chuyện. Giờ đủ mặt hai đứa rồi, má nói luôn. Má định phân chia đất đai cho tụi con. Kìa má, má nghĩ gì mà lại đêm kia làm cho manh mún đất đai ruộng vườn thân con canh tác bấy lâu giờ chia tặng tư lấy đâu còn làm. Hai à, má đã tính rồi, ưu tiên đầu là giúp em con, thằng ba thất nghiệp ở trên Sài Gòn, vợ chồng nó hiện đang lấy đất. Nó muốn bán đất chứ gì? Tưởng lên Sài Gòn là ngon hả? Ai dè, lần này cho nó hết cười con luôn. Mỗi lần về là chê con nhà quê, thèn, làm vườn. Làm vườn hả? Riết rồi cạp đất mà ăn. Giờ thì không biết ai cạp đất mà ăn à. Anh hai, anh biết tính của anh ba rồi, trách ảnh làm chi. Nhà có đất cứ giờ cần vốn thì bán đất thôi, chứ không lẽ ôm đất rồi chết đói sao anh? Bây giờ coi bộ em cũng muốn chia đất phải không? Anh biết mà, đất đai bây giờ biết nói, ai mà không ham. Anh hai, em thì sao cũng được, tùy má. Má cho thì em lấy. Còn trước mắt bây giờ là em thương anh ba, vất vả một mình phương xa. Dù bây giờ dịch bệnh đã qua, những khó khăn bao nỗi chất chồng, một gánh nặng gia đình. Anh em một nhà mình nên sẽ chia, dù đói nó hãy cộng khổ đồng cam. Mau trải ruột ai không xót xa, chỉ phiền thằng ba nóng càng nghĩ suy. Ý má quyết định rồi thì hai đứa đừng bàn cãi nữa. Phận làm mẹ làm cha phải cứu lấy con trong lúc nguy. Già rồi chẳng thể làm gì hơn. Con Út về giúp má làm thủ tục sang tên, coi như má đã tròn lời hứa với ba con năm ấy, gìn giữ sản nghiệp của ba con cho đến ngày các con khôn lớn. Mai mốt má xuống suối vàng không hổ thẹn với người xưa. Thôi, hôm nay má chỉ thông báo cho tụi con biết trước vậy thôi. Mấy chục công đất má chia ra làm 4 phần. Ủa,
Sao bốn thần vậy má? Má có ba đứa con mà, đâu ra bốn thần? Má, bộ con còn ăn bên ngoài nữa hả má? Ồ tốt cha mày, sao con lại ăn nói hàm hồ như thế kia? Trước nay ba má một vợ một chồng, sống bên nhau suốt bao năm gắn bó thủy chung, luôn một lòng tùy chung một cha. Má chia bốn phần là có một phần của má đây ba làm má ăn, không muốn trở thành gánh nặng cho các con cũng đỡ phần lo. Má à, là phần làm con thì phải báo hiếu mẹ cha, dù má không chịu chúng con vẫn phải tròn trách nhiệm. Con quỳ xuống đây, ý con không phải vậy, xin má tha thứ tội. Tôi còn sống sờ sờ đây, chưa có chết đâu nghe. Tôi không thích ai nuôi tôi hết á. Còn bánh giường á, tôi tự làm tôi ăn, được chưa? Má, con xin lỗi, ý con không phải vậy. Cho dù má không làm thì bổn phận làm con, các con cũng vẫn nuôi má mà. Má biết. Má ơi, phận làm cha làm mẹ như biển trời lay lan. Cha mất đi mẹ phải gồng gánh nuôi con khôn lớn nên người. Con nói vậy thôi, xin má đừng giận đừng buồn. Phận làm con phải giữ tròn chữ hiếu và một lòng cúng dường mẹ cha. Đang lúc này thằng ba gặp khó khăn, anh em con phải có phần trách nhiệm. Làm sao quên được những ngày tháng vất vả má đã nuôi con khôn lớn nên người. Con buồn là đất đai ông bà nay thác ngạt đem đi bán, tình nào trong bằng tình máu mủ anh em. Má thường dạy con vật chất kim tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Tôi không cần cậu lo. Anh hai, anh hai làm cho má giận rồi đó. Má không có giận anh được đâu. Cô Út đừng có lo, em với thằng ba đi làm xa, chỉ có anh ở gần gũi má. Giận anh rồi á, má sẽ buồn vì không ai chọc ghẹo má chửi hết, phải không má? Cha mày. Đó, em thấy chưa? Vậy á là anh hay, anh hai của em mới là nhất mà. Rồi, vậy là chuyện giấy tờ má giao cho con Út làm nghe. Cần cái gì á thì nói với má. Nhưng mà cái vụ làm giấy tờ đất đai nó nhiều khê lắm má ơi, má có muốn gấp á cũng không có được đâu. Con nói như vậy rồi vốn liếng cho thằng ba làm ăn, mình tính sao đây? Nó gọi điện về, nó xin má bán cái phần đất chia cho nó để cho nó có vốn làm ăn. Không có sao đâu anh hai, vẫn làm được bình thường. Anh hai biết không, sắp tới đây chỉ cần dùng máy vi tính tại nhà hoặc là cái điện thoại smartphone có kết nối wifi là mọi thủ tục đều được giải quyết thông qua công nghệ quét mã QR code đó anh hai. Thôi nha, cái vụ này thì má thua, công nghệ thì má bó tay. Thằng hai còn trẻ đó, coi mà học hỏi em đi con. Cũng dễ thôi má à. Má vô cái chỗ Zalo. Đây nè má. Đây nè, má nhìn nè. Đó, đây là Zalo, biểu tượng mà má hay xài để gọi video nói chuyện với con đó má. Đó, mình chọn biểu tượng mã QR rồi mình quét mã thôi. Khi mình có mã QR rồi thì ứng dụng quét mã QR trên app của Tài nguyên Môi trường hoặc truy cập vào đường link để đăng ký biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sang tên chuyển nhượng nè, thừa kế, tặng cho, thay đổi thông tin về người đứng tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như giấy tờ pháp nhân nè, nhân thân nè, địa chỉ vân vân, là mình không cần phải trực tiếp đi luôn đó má. Khi quét mã QR xong thì chúng ta sẽ được cung cấp các biểu mẫu để làm thủ tục kê khai nội dung cần thay đổi. Đây nè anh hai. Gì Út? Anh đi qua đây
em chỉ cho anh đăng ký luôn nè. Đâu đâu, đăng ký sao đâu, em chỉ anh coi. Nè nha, đầu tiên là mình sẽ điền họ và tên người sử dụng đất. Rồi tiếp tục mình điền địa chỉ thường trú, tạm trú. Rồi số điện thoại liên lạc. Và mình điền thêm thông tin về thửa đất. Rồi mình điền thông tin thửa đất số mấy. Và cuối cùng xác nhận là xong. Ủa, vậy là xong đó hả Út? Dạ đúng rồi đó anh hai. Rồi như vậy bao giờ mình mới có giấy? Anh hai à, nếu như hồ sơ của chúng ta làm gửi đi và được chấp nhận thì đến đúng thời hạn theo quy định, chúng ta sẽ nhận được thôi. Mình cũng có thể theo dõi tiến độ của hồ sơ trên cổng dịch vụ công thể hiện nó đã được giải quyết đến đâu. Vậy biết khi nào có để ra tỉnh nhận, má sẽ kêu anh hai con nếu như con bận. Thôi má ơi, con không rành cho lắm, má biểu con đi á, kéo về tay không. Con Út am hiểu giấy tờ, biết xài công nghệ giao thiệp nhiều hơn con. Con làm anh mà hễ có chuyện gì cũng đụng cho em Út sao đáng mặt làm anh. Má, sao má cứ la con hoài vậy? Cái nhà này không la mày thì tao la ai? Đó, em thấy chưa? Không la không chửi anh là má buồn mà. Má à, con Út nó rành, má nhờ nó là phải rồi. Nhờ nó thì nó lo từ A đến Z. Con dở ba cái vụ này lắm. Thiệt má hết biết con luôn á. Hồi nhỏ thì ham chơi, không chịu học tập gì hết, nên giờ khổ vậy đó. Đó, chửi nữa đó, thấy chưa Út? Út, làm giấy tờ này có phức tạp, có lâu lắm không em? Thằng ba nó trông dữ lắm đó, làm sớm cho nó được á là đỡ lắm á. Nếu hồ sơ của chúng ta gửi được chấp nhận thì đến đúng thời hạn quy định mình sẽ nhận được thôi anh hai à. Mình cũng có thể theo dõi tiến độ hồ sơ được giải quyết đến đâu trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mình đó anh hai. Vậy đó hả em? Dạ đúng rồi anh hai. Trời ơi sao dễ dàng đơn giản quá vậy trời. Út nè, vậy khi nào có thì mình ra tỉnh nhận hả con? Dạ cũng không có cần phải vậy đâu má. Con sẽ đăng ký dịch vụ bưu chính gửi tận nhà cho mình. Má cứ yên tâm đi, để con lo cho. Hay quá, vậy là mọi người ai cũng yên tâm, không còn sợ hãi khi làm thủ tục hành chính nữa. Như má xong bổn phận với các con rồi đó, bây giờ còn việc chờ thằng QR code nữa là xong phải không? Dạ đúng vậy đó má. Hay quá, vậy là mọi người ai cũng yên tâm, không còn sợ hãi khi làm thủ tục hành chính nữa, vì đã có mã QR code.